Nhà thờ lớn Hà Nội dù đang trong giai đoạn tu sửa, nhưng những ngày này vẫn trang hoàng rực rỡ để chào đón lễ Giáng sinh. Một cây thông Noel khổng lồ lấp lánh ánh đèn bên hang đá Bethlehem cùng nhiều đồ trang trí khác đặt ngay tại sân chính nhà thờ lớn, mang không khí Giáng sinh an lành ấm áp. Do tình hình dịch COVID-19, mặc dù nhà thờ không tổ chức lễ, nhưng nhiều người dân thủ đô vẫn tới vui chơi chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm. Mọi năm thì rất là đông, đông lắm ý. Nhưng mà năm nay thì vì dịch bệnh, mọi người có thể ra rất là ít. Mình vẫn cảm nhận được cái không khí Noel, nhưng mà có một cái gì đấy trầm hơn, buồn hơn. Và hy vọng là tất cả những người dân xung quanh đây và những người dân Hà Nội nói chung đều vượt qua đại dịch năm nay một cách mạnh khỏe. Cũng giống nhiều bạn trẻ đến check-in chụp ảnh, anh Phạm Tuấn Anh, người dân sống tại quận Long Biên, cũng tranh thủ đưa vợ và con đến nhà thờ lớn đón không khí Giáng sinh sớm. Hôm nay mình sang đây mình thấy rất là vui. Thứ nhất là mọi người cũng đều có ý thức tốt, đeo khẩu trang, cũng không đông lắm. Thời tiết thì rất là phù hợp để cho đi chơi. Thứ hai nữa là ở lớp cháu hôm nay có một cái bài thi về chụp những cái hình để mà đón chào cái Giáng sinh và năm mới. Con thấy rất là thích thú vì là được bố mẹ cho đi ạ. Mọi người đều trang trí những cái cây thông Noel và có không khí Noel rất là vui vẻ ạ. Hàng Mã cũng là một trong những địa điểm ấn tượng nhất để đón Giáng sinh. Khắp các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ trang trí phục vụ Giáng sinh đều rực rỡ sắc màu với cây thông Noel, dây kim tuyến, những chú tuần lộc, đèn nháy, vòng nguyệt quế thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm. Em đến đây để xem cái không khí Noel như thế nào và cũng muốn mua cho các con những món quà Noel thật ý nghĩa. Em thấy cảm thấy rất vui nhộn và cũng dịch nên nó cũng vắng hơn mọi năm. Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khiến không khí Giáng sinh có phần trầm lắng hơn so với mọi năm, nhưng nhiều người vẫn háo hức đi tham quan, tận hưởng không khí ngày lễ cuối năm cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy cuộc sống đang dần trở lại giai đoạn bình thường mới.